Những người hướng nội là những người chưa tìm thấy cơ hội để ăn chơi, mà ta rủ nàng đi chơi, chứ không rủ nàng đi đàn đúng. Vì anh là good boy, thích veo mà không phải quất roi. Mấy thằng lau cá đều là nhất thời, chỉ có tình yêu anh là nhất thôi. Văn Tùng là người đã ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp thi đấu này, ngay phút thứ hai của trận đấu, để mang tới lợi thế cho chưa buông tha. Anh cố nắm đấm cho tàn mà vẫn chưa chịu buông ra. Mẹ vẫn câu hỏi cũ, ba cũng vẫn còn trông. Trước khi ánh đèn buông, mẹ luôn hỏi em có về. Like a fire in a blaze, burn, burn, burn. Can't be afraid to.
Thank you.
gắng để che chắn. Không phải đó là pha xử lý của Hồ Văn Cường. Hồ Văn Cường nằm trong nhóm những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu vô địch nhiều nhất vào lúc này. Cầu thủ U22 Việt Nam. Đó là một bàn thắng của niềm tin. Niềm tin mà huấn luyện viên Philip Chuzier đã trao cho số 9 của đội tuyển U22 Việt Nam. Một cú đánh đầu quá hiểm hóc.